Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 6 chiếc, là những chiếc đồng hồ tầm trung giá trị nhưng rất là đáng được sưu tầm. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào miêu tả chi tiết cụ thể từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Và chiếc đồng hồ này thì nó là một chiếc đồng hồ với cái thiết kế rất là độc đáo, và tìm được chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam mình thì rất là khó. Và chiếc đồng hồ này mang thương hiệu Sanzot, một trong những cái phiên bản và cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Và chiếc Sanzot ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em đó chính là có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Đây là một chiếc đồng hồ chạy với bộ máy lên dây được sản xuất vào những năm 1960. Và khung vỏ thì được bọc vàng và đáy là đáy LS. Tổng thể của chiếc đồng hồ này còn mới zin nguyên bản anh em nhé. Và độ mới của nó khoảng 96-97%. Và đây là một chiếc zin mộc nguyên bản anh em nhé. Trước mặt anh em đó chính là một cái nền mặt với những cái thiết kế nét đẹp rất là cổ điển, và có những cái nét trang trí hoa văn rất là tinh tế. Và đây là một cái nền mặt zin anh em nhé. Kiếm được chiếc đồng hồ mà có cái nền mặt zin độc dị lạ như thế này thì tại thị trường Việt Nam mình kiếm được cái chiếc thứ hai cũng cái thương hiệu Sanzot này thì rất là khó, nhưng mà gần như là không có. Và điểm trên cái nền mặt đó chính là những cọc số. Những cọc số này thì là những cọc số nổi và có một vị trí lệch góc 3 giờ. Đúng zin, có logo hình chữ S, biểu tượng đặc trưng của cái thương hiệu Sanzot này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy. Đáy là đáy SS còn mới sáng choang anh em ạ. Và tổng thể của nó anh em thấy không? Từng góc cạnh còn rất là bén, và gần như là không có nét thời gian anh em ạ. Những người sở hữu trước thì đeo những chiếc đồng hồ này rất là ít. Và chiếc đồng hồ này thì được thiết kế với form dáng rất là mỏng anh em nhé. Và anh em thấy không, cái gương mặt vàng mỡ gà đang bắt sáng rất là tốt. Nó gần như là một cái gương mặt nó làm 3D thủ công rất là đẹp. Và kết hợp với chiếc đồng hồ này đó chính là một bộ dây da bò, cũng là em đặt nằm riêng bên ngoài, thì màu nâu, nâu đậm kết hợp với cái chiếc mặt vàng mỡ gà này rất là đẹp. Và anh em nào yêu thích lên cho em mã một giá 6.800.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ hai mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Khác với chiếc trước đó chính là một chiếc bọc vàng, thì đến chiếc này là một chiếc với khung vỏ thì được làm từ thép không gỉ, sáng bóng. Và anh em thấy không, một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Nesson đến từ Thụy Sĩ, chạy với bộ máy lên dây 17 chân kính và một form dáng thiết kế hình đĩa bay rất là độc đáo và rất là đẹp. Trước mặt anh em đó chính là một cái nền mặt với màu xanh la vi, zin cổ điển, và nó trải tia bắt sáng rất là tốt anh em nhé. Một cái thương hiệu Nesson với cái logo vương miệng rất là độc đáo và dành cho những cái giới quý tộc hồi xưa. Và anh em thấy không, trước mặt anh em đó chính là một chiếc đồng hồ với cái niềng phay xước, nhìn niềng khiếu bông nhìn rất là đã và đẹp anh em ạ. Form dáng thì nó thiết kế giống hình đĩa bay và nó thiết kế rất là mỏng anh em nhé. Và anh em thấy không, cái nền mặt xanh zin nhìn nó rất là đã anh em ạ. Và cơ bản chiếc đồng hồ này còn mới phải 98-99% đấy anh em ạ. Gần như là không có một cái nét thời gian nào trên một cái chiếc đồng hồ mang thương hiệu Nesson đến từ Thụy Sĩ này. Và em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Size mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 34mm, một cái size chuẩn size vintage xưa. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái niềng phay xước và niềng khía bồng họ làm rất là thủ công anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này mới kính con, zin mộc nguyên bản anh em nhé. Chưa qua đánh bóng sợ ba xử lý gì cả, và hàng nguyên mộc từ bên nước ngoài về. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy.
và có những cái dòng chữ của dòng chữ triện đấy. Cái chất liệu làm nên cái chiếc đồng hồ này đó chính là từ thép không dỉ. Và anh em thấy không, phong dáng rất là mỏng và nó giống như hình của một cái đĩa bay. Bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà và các cọc số là các cọc số nổi. Đấy, nó được kết hợp với một sợi dây da cá sấu màu đen nằm rất là bóng và làm tôn lên cái vẻ sang trọng và lịch sự, không kém mang những cái nét vintage xưa. Và anh em nào yêu thích cái chiếc đồng hồ này nên cho em A2 giá 4.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Burren. Nhắc đến thương hiệu Burren thì anh em cũng biết rồi, nó cũng là một cái thương hiệu Thụy Sĩ rất là nổi tiếng. Và hôm nay em giới thiệu đến tất cả các anh em một chiếc Burren chạy với bộ máy lên dây và được sản xuất vào những năm 1960. Phong dáng rất là mỏng và chiếc đồng hồ này thì cũng còn zin mộc nguyên bản và độ mới còn kính cong anh em nhé. Và đi sâu vào cái thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc Burren này thì khung vỏ của nó thì được bọc vàng và đáy là đáy LED. Trên cái nền mặt là nền mặt trắng, trải tia và sáng rất là tốt. Điểm nhấn vào cái mặt đó chính là những cái cọc số na mã sơn đen. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy lên dây 17 chân kính. Và anh em cùng chiêm ngưỡng nét đẹp của chiếc Burren này. Nó trải tia và sáng rất là tốt anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này mới là một trong những cái chiếc đồng hồ mà mang những cái nét vintage xưa rất là độc đáo. Nhìn nó rất là đơn giản thôi nhưng mà anh em đeo lên tay cái form dáng mỏng ấy thì nhìn nó mang đậm những cái nét vintage, nhìn rất là thanh lịch. Và anh em diện những bộ quần âu áo sơ mi làm công sở thì rất là tuyệt vời. Size mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 34mm, một cái size chuẩn size vintage xưa. Và anh em thấy không, gần như là không có nét thời gian hiện hữu trên chiếc đồng hồ Burren này. Dây cũng là một cái sợi dây chun Mỹ và tổng thể ở bên nước ngoài về com nét như vậy anh em nhé. Và phía dưới cọc số 6 giờ đó chính là có cái chữ Street. Đấy. Nó là một cái thương hiệu của Thụy Sĩ và núm zin, tổng thể zin nguyên bản anh em nhé. Một sợi dây chun Mỹ bọc vàng nguyên bản từ bên ngoài về. Và anh em thấy không, một sợi dây cũng rất là giá trị. Và đáy là đáy SS. Đấy, còn cơ bản là mới, cũng chưa đánh bóng xử lý làm lại gì cả. Anh em chơi những chiếc đồng hồ như thế này, cái giá trị sưu tầm rất là cao. Và hơn thế nữa, chơi những cái chiếc đồng hồ zin thì cái giá trị của nó cũng rất là tuyệt vời anh em ạ. Và size mặt là size 34mm, chạy với bộ máy có tay. Những chiếc đồng hồ cổ thì không chống được nữa anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này đã được lau dầu căn chỉnh, anh em mua về chỉ việc lên tay và đeo thôi anh em nhé. Và anh em cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể của chiếc Burren này, rất là giá trị. Và anh em nào mà chưa có chiếc Burren trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Giá em giao lưu nên cho em A3 giá 4.700.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Bulova. Và nhắc đến thương hiệu Bulova thì anh em cũng biết rồi, nó là một trong những cái thương hiệu nội địa của Thụy Sĩ và nó là một trong những cái thương hiệu mà thiết kế những cái dòng đồng hồ rất là độc đáo. Và hôm nay em gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ Bulova chạy với bộ máy tự động và được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được bọc bằng 10 carbon fiber và đáy là đáy LED. Cái nút vàng của chiếc Bulova này thì nó ngả sang màu vàng hồng, nhìn nó rất là độc đáo và nó có những cái nét rất là cổ điển và đẹp anh em ạ. Và đi sâu vào cái nền mặt, đó chính là một cái nền mặt đen bao công zin. Và đây là được gọi đó chính là Bulova kỵ sĩ bóng đêm với cái dòng Sea King, vua biển cả anh em ạ. Có một cái trục tung hoành và có một vị trí lệch góc 3 giờ. Và đây là một chiếc đồng hồ Bulova zin mộc nguyên bản anh em nhé. Anh em thấy có giá trị không ạ?
Và chơi những chiếc này thì không biết bao giờ nó mới phai được theo thời gian năm tháng anh em ạ. Bởi vì giữ được cái nền mặt bao công zin đến bây giờ là đã 60 tuổi rồi mà nó còn đẹp như thế này, thì thử hỏi là không biết khi mà anh em sử dụng bao năm nữa thì nó mới xuống và nó mới ngả thời gian. Anh em thấy không, cái thương hiệu Bunova cũng rất là lâu rồi em mới về được một chiếc Bunova mà độc đáo như thế này anh em ạ. Đấy, núm zin, tổng thể zin mộc nguyên bản anh em nhé. Và độc đáo hơn cả của chiếc Bunova này đó chính là bốn cái chân càng nhện rất là độc đáo. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy thép không gỉ mà còn sáng bóng và cũng chưa spa lại anh em nhé. Hàng nguyên bản mộc mạc từ bên nước ngoài về. Và anh em chơi những chiếc này cũng rất là giá trị. Những chiếc zin như thế này ấy, thì giá trên thị trường cũng khá là cao anh em ạ. Cũng không có nhiều đâu anh em ạ. Bởi vì là bây giờ những cái nền mặt vẽ làm lại thì rất là nhiều, nhưng mà kiếm được những cái chiếc đồng hồ mà zin thì rất là khó. Và nó được kết hợp với một cái sợi dây da này thì cũng đi kèm từ bên nước ngoài về anh em nhé. Anh em thấy nó hợp với cái tông màu không ạ? Đấy. Màu đen cũng không đen hẳn mà nó là rất là vừa vặn. Đấy, và anh em nào yêu thích lên cho em bốn giá 5.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo đến từ nước Nga, và chiếc đồng hồ này thì rất là độc đáo bởi vì nó là một cái phiên bản chung reo. Anh em thấy không? Trước mắt anh em ấy, đó chính là một chiếc đồng hồ Nga chạy với bộ máy lên dây. Và chiếc đồng hồ này thì có size mặt lên tới 36mm. Và anh em thấy không? Đi sâu vào cái phần mặt số thì đây là một cái nền mặt vàng mỡ gà trải tia bắt sáng rất là tốt. Và nó có những cái cọc số nổi. Và hơn thế nữa, ở chính giữa chiếc đồng hồ này thì có cái biểu tượng bông lúa, cũng như là chính giữa thì có một cái thanh kiếm. Và một phiên bản đồng hồ cũng rất là độc đáo với hai núm 4 kim. Đấy. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc đồng hồ Nga chuông reo này. Và cũng rất là lâu rồi em mới về được một chiếc chuông reo còn đẹp như thế này anh em nhé. Và giá trị sưu tầm của nó cũng rất là cao. Chiếc đồng hồ chạy với bộ máy lên dây và nó giữ giờ tích cóp được khoảng hơn một ngày anh em nhé. Và anh em đeo những cái chiếc đồng hồ lên dây này thì nó rất là bền bỉ theo thời gian. Đấy. Và em đang lên cót cho chiếc đồng hồ này. Đấy. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem nét đẹp của chiếc đồng hồ Bulgari này. Một chiếc đồng hồ nước Nga và size mặt lên tới 36.5mm, rất là lớn trong size ở đồng hồ thập niên cổ điển đấy. Và hai núm đáy là đáy SS anh em ạ. Và anh em thấy không, cái độ mộc mạc của chiếc đồng hồ này chưa ạ? Cũng chưa đánh bóng spa làm lại gì cả. Anh em nào mà chưa có những chiếc chuông reo trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ anh em nhé. Bởi vì kiếm được những chiếc chuông reo tại thời điểm bây giờ mà nó rất là khó anh em ạ. Nó gần như là rất là ít, và sưu tầm về được thì giá của nó cũng rất là cao. Nên là anh em nào mà muốn sưu tầm thì hãy đừng bỏ lỡ chiếc đồng hồ này. Size to và độ dày cũng hoàn hảo. Anh em nào cổ tay to thì hãy đừng bỏ lỡ chiếc đồng hồ chuông reo. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen tôn lên cái vẻ mặt vàng. Và em xin tiến hành đặt chuông báo thức để tất cả các anh em cùng xem. Và trước mắt anh em đó chính là anh em muốn mà đặt báo thức thì anh em đầu tiên là vặn cót của chuông báo thức đấy. Và bắt đầu anh em rút núm ra, xoay ngược chiều kim đồng hồ để bắt đầu đặt giờ. Anh em cùng xem em bắt đầu đặt chuông báo thức và anh em và ấn vào là nó kêu anh em nhé.
anh em cùng nghe tiếng chuông của nó rất là to. Anh em nào mà yêu thích chiếc đồng hồ này nên cho em mã 5, giá em giao lưu là 4.200.000 đồng cho một chiếc chuông reo cổ điển như thế này. Và chiếc đồng hồ tiếp theo đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Fairfax, và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ rất là độc đáo anh em ạ, bởi vì nó cũng là một chiếc đồng hồ zin mộc nguyên bản. Và những cái nét đẹp cổ điển như thế nào thì bây giờ em sẽ tiến hành vào miêu tả chi tiết cụ thể. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy lên dây và được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được bọc vàng và đáy là đáy SS. Và cái nền mặt của nó là một cái nền mặt họ làm trên cái nền mặt trắng, và nó là một trong những cái thiết kế giống nền mặt 3D. Nó bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Và anh em thấy không, em đang quay đấy, nó bắt sáng trên dưới và ở những cái bốn xung quanh của cái niềng, anh em thấy không, rất là đa anh em ạ. Và nền mặt zin nên là anh em chơi rất là sướng. Và có trục tung hoành cổ điển, có một vị trí lịch cốc 3 giờ và các cọc số là các cọc số nổi anh em nhé. Bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà, anh em thấy không, bộ ba kim còn mới kính cong. Và điểm xuyết trên cái nền mặt đó chính là một cái niềng benzen được làm khía bông phay xước, nhìn nó rất là độc đáo. Và chiếc đồng hồ này cũng là chiếc đồng hồ zin mộc nguyên bản anh em nhé. Qua bao nhiêu năm tháng rồi mà nó còn mộc mạc cổ điển, rất là đẹp anh em ạ. Và size mặt là size 34mm, một cái size chuẩn size vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này bọc vàng 20 micron, và những cái thông số đã được triện ở phía nắp đáy. Và anh em thấy không, một chiếc đồng hồ form dáng rất là mỏng, mang đậm những cái nét vintage xưa, và một cái thương hiệu nội địa của Thụy Sĩ. Anh em mà trong bộ sưu tập của mình chưa có chiếc đồng hồ thương hiệu này thì hãy đừng bỏ lỡ nó, bởi vì nó cũng rất là cổ điển anh em ạ. Và em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Cũng không còn nhiều những cái chiếc đồng hồ như thế này trên thị trường Việt Nam mình bây giờ. Đấy, và kiếm được cũng rất là khó. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu nâu đen, rất là đẹp và mang vintage. Và anh em nào yêu thích lên cho em mã 6, giá em giao lưu là 4.500.000 đồng. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.